Các bạn đang xem trên tay tôi là bánh răng công tơ mét. Cũng bánh răng công tơ mét của dòng xe Mitsubishi. Bánh răng công tơ mét, cái này là cả cụm các bạn nhé. Còn có cả bán rời. Bán rời mỗi cái phần nhựa bánh răng công tơ mét là không. Phần nhựa với phần đế bắt này. Ở cái phần thân của cái công tơ mét này. Còn đây là cả cụm, nó bao gồm có cả phần thân. Thân cái này là thân bắt. Đấy, còn đây là bánh răng công tơ mét, nó nằm đây. Đây là bánh răng. Phần nhựa này chính là bánh răng công tơ mét. Thì chính là cái này nó sẽ chạy và nó sẽ đếm được số km của chúng ta. Đấy, ho km của dòng xe Mitsubishi. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường thì dẫn đến nó hỏng mất cái bánh răng công tơ mét này. Nhựa hay vì lý do gì đấy dẫn đến nó hỏng mất cái này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đầy đủ cả gầm máy thân vỏ. Đấy, thì anh em có nhu cầu cần thay thế và sửa chữa thì rất mong các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Website phụ tùng Mitsubishi.vn.